nghe những tâm tư của các nghệ sĩ trong chủ đề Ước Mơ Khát Vọng. Mình sẽ hy vọng mọi người yêu thương lẫn nhau, khát khao có được một đứa con nó mãnh liệt như thế nào. Ước mơ qua lũng muốn qua mùa đông. Dẹp cái trò cua gái rẻ tiền rồi đi nha. Cung cấp dàn giám khảo siêu nóng: nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Trấn Thành, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, hoa hậu Lan Khuê. Đây mới là người mà tôi cảm thấy đẹp nhất. Đón xem Cười Xuyên Việt đêm 10 phát sóng lúc 21h05 ngày 7 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại lúc 11h40 hôm sau ngày 8 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Miss Hoa hậu Hoàng Vũ, cô Colombia.